Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Chiều nay, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 7 theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.